mang chè cái loại nếp đấy mọi người. Nó mọc thành hàng luôn mọi người. Đây này. Đây là mọi người. Làm cái chùm nấm như này nhưng mà không biết là có ăn được không mọi người. Cái nấm này tôi nghĩ là ăn được đó mọi người. Ngửi cái mùi của nó là thấy thấy thơm lắm mọi người ạ. Nhưng mà cũng sợ là ăn xong lại đi đời lắm. Đây này, một chùm nhiều luôn. Cái này nó mọc thành hàng đó mọi người ạ. Đây này. Vứt thôi mọi người. Dạ. Dạ. Quả này sắp chín rồi mọi người ạ. Này giống như cái hạt này. Khi nào nó giống như này là chín rồi mọi người. Khi nào nó có mấy cái hạt này mà nó nhợt nhợt như này là nó chín rồi đấy. Đi chơi thì cứ gọi là có nhiều quả để mà ăn rồi mọi người ạ. Không lo để đói rồi. Đây, chưa câu được vài con cá này mọi người. Đây có một con là to nhất mọi người ạ. Chơi sẽ mang cái con to to này mang về để mà nấu tối mọi người. Kết quả hôm nay chỉ được cái này mọi người. Đây là hoa chuối đỏ nha mọi người. Cái loại là nó không cúi xuống này nha mọi người. Nó không cúi xuống cái này mà nó chỉ chọc thẳng lên trên thôi. Ê, nó cứ mọc thẳng lên trên này thôi. Nghe bố mẹ bảo là không dám ăn. Nhưng mà giờ đầy người ăn rồi. Nay chơi sẽ mang về này mà nấu bữa tối mọi người ạ. Ở nhà không có rau gì ăn rồi, chỉ có rau bí với lại su su thôi. Ăn cả ngày chán rồi hết mọi người. Nên là phải có thêm món này. Cùng với cá mọi người ạ. Phải có cái này cùng với cá. Đấy, cái cá mà chơi vừa mới câu đấy mọi người. Ok.